Tuyến đường trước cổng bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội là trục đường tập trung nhiều trường đại học, khu dân cư nên nhu cầu đi lại bằng xe buýt của sinh viên và người dân cao. Thế nhưng, việc dừng đỗ đón trả khách không đúng vị trí quy định của nhiều lái xe buýt đã khiến tuyến đường khó khăn lưu thông, nhất là vào giờ cao điểm. Theo quy định, vị trí dừng xe phải cách hè phố khoảng cách nhỏ hơn 0,25m. Tuy nhiên, trong gần 1 giờ làm việc, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã dừng và xử lý hàng loạt trường hợp xe buýt vi phạm dừng đỗ sai quy định. Tuyến 28 ấy thì nó chạy qua nhiều điểm như kiểu cái bệnh viện E ấy, thì có khi phải đỗ giữa đường bởi vì lề đường là taxi nó đỗ hết rồi thì tạt ở đâu được. Mà tạt vào thì cũng không ra được. Không biết thấy các đồng chí công an bảo là đỗ bị cách điểm xa, xe máy nó lên nó vượt, nó thấy rộng có thể nó vượt nên nó đâm vào người ta. Đấy, nhắc nhở là đúng rồi. Cửa vừa mở, anh lái xe lao luôn một phát cái. Đấy, thế là con ngã xuống, ngã sóng xoài, may có thanh niên nó nổi trên này, nó đứng ở trên này, nó dựng xe này, nó ra, nó đỡ cho. Cái bàn đội giao thông số 4 quản lý thì có rất nhiều tuyến xe buýt chạy qua địa bàn và có rất nhiều cái nơi bệnh viện lớn của Trung ương và thành phố để xe buýt đưa đón người dân qua bệnh viện để khám chữa bệnh. Đối với những tài xế xe buýt nói lý do là do các xe dừng đỗ trái quy định mà xe buýt không thể vào bến được, đó chỉ là lý do của họ thôi. Còn chúng tôi đã kiểm tra và cương quyết xử lý. Thời gian gần đây, với nhiều thay đổi cải thiện, thì vận tải hành khách công cộng đã có những điểm sáng, tăng năng lực vận chuyển, giảm thiểu ùn tắc giao thông. Thế nhưng, bên cạnh đó, vẫn còn không ít lái xe thiếu ý thức, không tuân thủ chấp hành luật khi tham gia giao thông, vi phạm, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho những người đi đường và cả hành khách đi xe, làm méo mó, xấu xí đi hình ảnh của xe buýt. Với mục tiêu nâng cao sức hút vận tải hành khách công cộng, thời gian tới, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền, chấn chỉnh hoạt động của các xe buýt, cùng với đó xử lý nghiêm những vi phạm, tiến tới xây dựng hình ảnh đẹp về giao thông công cộng với người dân thủ đô và bạn bè quốc tế.